Trong phần tin Tam Nông ngày hôm nay của truyền hình Dân Việt sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Với mô hình nuôi gà thả vườn và đặc biệt chăm sóc theo hướng ba sạch, ăn sạch, ở sạch, uống sạch, một người nông dân ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã đưa giống gà lai trọi trở thành sản phẩm đặc sản và mỗi năm người phụ nữ nông dân ấy đã thu lãi gần 200 triệu đồng. Bắt đầu với mô hình chăn nuôi gà sạch từ năm 2002 đến tháng 7 năm 2018, bà Phan Thị Vinh, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nhận thấy tiềm năng phát triển từ mô hình này nên đã quyết định thành lập hợp tác xã gà Nhơn Phát với sự tham gia của 11 thành viên, cùng nhau hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi gà. Với giống gà lai trọi, cho ra sản phẩm là gà có thịt thơm, ngon, dai và năng suất. Hiện gia đình bà Vinh nuôi thả vườn hơn 1.300 con gà, chăn nuôi gối vụ 4 lứa trên 1 năm, giúp bà có nguồn hàng dồi dào, cung ứng liên tục cho thị trường tiêu thụ ở Đà Nẵng. Điều đặc biệt, quá trình nuôi gà của bà Vinh khác lạ, nuôi theo hướng ba sạch, đó là ăn sạch, ở sạch, uống sạch. Cái bước đầu tiên là phải làm vaccine cho đủ các liều vaccine. Thứ hai nữa là cái môi trường mà phải cho thoáng mát tùy theo mùa. Mùa đông thì phải là tránh được gió, còn mùa hè phải thoáng mát. Và thứ ba nữa là phải cho đủ chất, là phải có rau. Rau là lúc nào cũng phải cung cấp đầy đủ rau cho nó. Không chỉ chú ý đến môi trường sống và nguồn thức ăn của đàn gà, mà bà Vinh còn đặc biệt chú ý đến việc làm vaccine đầy đủ và bổ sung thêm khoáng chất, vitamin để tránh dịch bệnh, bảo đảm năng suất, cho hiệu quả cao trong chăn nuôi. Mỗi ngày, gà được cho ăn 2 lần, thức ăn chủ yếu gồm lúa, bắp, cám gạo và một bữa rau tận dụng ngoài vườn, hoặc từ nguồn hàng thừa của phiên chợ sáng. Ngoài ra, để bổ sung thêm chất đạm giúp gà đẻ tốt, thịt thơm ngon, thì bà Vinh còn chế biến cá tươi cho gà ăn. Ở đây là mình cho ăn là thức ăn thô, là vì cái thức ăn tận dụng của ở địa phương chứ không có cho ăn bột. Thành ra là gà mình giám sát được, không cho ăn tăng trọng được kìa, không cho ăn theo cái thức ăn công nghiệp. Cho nên là gà mình giám sát được theo dũa và cái quy trình kỹ thuật mà chăn nuôi á, thì mình cũng được tập huấn rồi. Thành ra mình có kiến thức đó thì mình cũng có được một phần để cho mình cho ra cái sản phẩm của mình an toàn mà đảm bảo được dịch bệnh nữa. Mà cái môi trường là quan trọng lắm. Hiện nay mỗi tháng bà xuất bán từ 1.500 đến 2.000 con gà, với giá bán dao động từ 100.000 đồng đến 140.000 đồng trên 1 kg và cả nghìn quả trứng, cung cấp giống cho nhiều hộ nuôi. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi hơn 180 triệu đồng mỗi năm. Từ tháng 7 năm 2018, bà Phan Thị Vinh thành lập hợp tác xã gà Nhơn Phát với sự tham gia của 11 thành viên, cùng nhau hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi gà. Nhờ vậy, mô hình ba sạch, ăn sạch, ở sạch, uống sạch đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó mà đời sống gia đình bà cũng được cải thiện hơn trước và cũng góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều vụ mua bán, trao đổi hoa lan đột biến với số tiền hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng diễn ra công khai trên mạng xã hội. Theo cơ quan công an, hoạt động mua bán lan đột biến tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phức tạp. Hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện rất nhiều hội, nhóm chơi lan đột biến. Trên các nhóm này, thường xuyên đăng tải các thông tin trao đổi, mua bán lan đột biến với giá chỉ từ vài triệu lên đến vài trăm triệu đồng chỉ vài cm mắt ghép. Trước tình trạng đó, trong văn bản gửi lãnh đạo các địa phương, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang nêu rõ hoạt động mua bán lan đột biến thời gian qua tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Các hoạt động giao dịch, mua bán, chuyển nhượng diễn ra tự phát, chưa có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, nguy cơ biến tướng theo mô hình đa cấp hoặc tội phạm rửa tiền lợi dụng hoạt động. Không những thế, hoạt động mua bán này không hề có sự bảo đảm, chứng nhận hợp pháp về chất lượng hoa lan. Các giao dịch chủ yếu dựa vào cam kết, thỏa thuận bởi người bán và người mua. Chính vì hoạt động mua bán không có sự bảo đảm này, đã có không ít người phải nếm trái đắng khi giao dịch mua bán lan đột biến. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về dâu tây đội lốt Đà Lạt đang tràn ngập thị trường phố núi khiến dư luận hết sức quan tâm. Ngày 30 tháng 7, đại diện Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, đơn vị này vừa nhận được kết quả xét nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
của lô hàng 2 tấn dâu tây mà công an bắt giữ trước đó trên địa bàn. Kết quả cho thấy dư lượng thuốc trừ sâu cao gấp 3 lần cho phép. Ngày 30 tháng 7, đại diện Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả xét nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của lô hàng 2 tấn dâu tây mà công an bắt giữ trước đó trên địa bàn. Kết quả cho thấy dư lượng thuốc trừ sâu cao gấp 3 lần cho phép. Cụ thể, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng thông báo, qua phân tích 60 chỉ tiêu quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, một hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật là Abermectin trong lô hàng dâu tây này có kết quả 0,063mg trên 1kg, vượt gấp 3 lần so với giới hạn cho phép. 2 tấn dâu tây này là của Phạm Trung Sơn, 27 tuổi, trú quận 3, TP.HCM, chuyên nghề bán dâu tây trên mạng xã hội. Qua khai nhận, Sơn cho biết dâu tây được vận chuyển từ Lào Cai về Đà Lạt để tiêu thụ. Đáng chú ý là lô hàng này có giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm và tờ khai thông quan của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ghi rõ nguồn hàng từ Vân Nam, Trung Quốc.